Chính cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ sẽ bị sập nhiều người và phương tiện gặp nạn. Mời quý vị xem đoạn clip nhé. Vì đợt Covid từ mạnh là chúng mạnh quá, mình lùi đi. Con cứ bình tĩnh không sao. Ôi dồi ôi. Người leo thổ không đổi. Ôi dồi ôi. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Phú Thọ, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Theo phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều khả năng có phương có người phương tiện sập gặp nạn. Mời quý vị xem đoạn clip quý vị. Mời quý vị xem toàn cảnh hiện trường vụ sập cầu. Để quý vị thấy không, nó cái cầu mà sập vậy đó, trời ơi, thương về tất cả miền những vùng bão lũ ở gì đây. Đây là trả lời báo Vietnamnet, anh Triệu Ngọc Thư, nhân chứng cho biết khoảng 10 giờ sáng nay tôi có việc đi qua cầu Phong Châu, lúc đến gần cầu trước xe tôi có khoảng 3 ô tô nữa, lúc này cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Sự việc diễn rất nhanh, chỉ trong một phút cầu đã sập xuống nước và xuống và nước cũng trôi đi. Nó quý vị nhìn hình ảnh thì quý vị nhìn hình ảnh thấy rõ ràng không quý vị, cái cầu như sập te tua đó. Đây là những hình ảnh cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên 3 quốc lộ 32C nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông. Cầu được xây dựng trên nền cấu vàng thép có chiều dài 380m, công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013 cầu được Phong Châu được sửa chữa, đến năm 2019 Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện trọng tải từ 18 tấn trên qua cầu này. Thì đây là lực lượng phóng viên đã quay đã làm nha, chị cũng có nhiều nhân chứng, thì mời quý vị xem clip quay trực tiếp cả nhà. Chào tạm biệt quý vị. Chính cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ sẽ bị sập nhiều người và phương tiện gặp nạn. Mời quý vị xem đoạn clip nhé. Vì đợt Covid từ mạnh là chúng mạnh quá, mình lùi đi. Con cứ bình tĩnh không sao. Ôi dồi ôi. Người leo thổ không đổi. Ôi dồi ôi. Không, trên này cũng nhông.
tôi tưởng là cầu đấy. Tôi tưởng người là cầu đánh sang đây này. Vừa qua rồi. Không thấy người chết hết rồi. Chị không có dấu tích gì luôn. Tập hết rồi. Ở phòng trong em ơi. Nhiều ô tô là nhiều người. Đang đi đông đang rồi. Sao mà tưởng cầu bên này. Thế nào mà như thế này. Ô tô bên đấy đang đi sập xuống. Bị rơi xuống sông. Cũng khá là nhiều. Ôi không biết là những. Xe ô tô container rồi hết xuống kia rồi. Còn không nhìn thấy chị hết rồi, cả người có hai người là kịp chạy lại, bẩn quần áo bẩn bê bết mà. Có hai người, cái hai cái anh kia nào ấy. Lúc này chắc là gần đến nơi thì chắc phải nhìn thấy nước. Nhìn thấy nước thì cố chạy lại. Cái gì? Quay lại. Hai cái anh thanh niên cái gì? Quay lại nhiều nữa các bạn. Mọi người vẫn ra ngoài này nhiều thế. Sập rồi, sập cầu rồi, người ta đang lưu thông. Xe đang đi mà bị sập hết rồi, chìm hết, không thấy dấu tích gì đâu nữa, chìm hết rồi, cuốn đi rồi. Lúc sập là vẫn có xe mà, mọi người vẫn đang đi, vẫn là giờ cao điểm, vẫn là... Ôi mọi người ơi, sập cầu Phong Châu rồi. Ui nhiều. Nhiều người. Ui. Có ai bác sĩ không? Mọi người ơi, sập cầu rồi. Gặp gần hết cây cầu. Ui, nhiều xe không anh? Chắc là nhiều đấy em ơi. Ui. Nhưng nó có dấu hiệu gì không ạ? Có dấu hiệu gì đâu, nó ủng đấy, nó mất luôn. Ui. Ở chân này. Ui. Đi dịch vào đấy các bạn ơi. Ui, người không biết có người việc gì không? Ui, sập hết cầu này. Mất luôn cả cái con container. Ôi, mất luôn. Rồi chìm luôn ạ, chìm luôn hết luôn. Chìm hết cả người, cả xe ô tô luôn rồi, cả container. Thế không, bây giờ không thấy dấu tích đâu rồi chị. Trôi hết xuống đấy là nhá. Trên này thì chưa hết. Có nhiều xe không anh? Có đông không ạ? Ôi, chết rồi. Cái gì hết rồi mà đúng không? Trời, không còn dấu tích gì luôn.